Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì hiện tại mình đang đứng ở con mini mọi người. Thì clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cách để mình có thể mình photo được những cái tài liệu như thế này, hoặc là mình photo những cái thẻ lưu trú của mình ở con mini ha. Thì là mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người nha. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho tất cả mọi người cách mình có thể in photo tài liệu ở con nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà mình để copy những photo cái tài liệu nha. Đây là cái bộ hồ sơ của mình, chút nữa mình cũng photo cái bộ này luôn nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Trước tiên ở cái máy này, đây mình sẽ photo cái thẻ lưu trú trước mọi người ạ. Thì bây giờ là ở cái máy này nha, mọi người nhấp vào cái ô copy màu vàng này cho mình nha. Mọi người nhấp cho nó. Đó, khi mà nó ra cái màn hình như này rồi thì các bạn tiếp tục nhấp vào nó cái phần này nha mọi người. Iro copy nha, các bạn nhấp vô. Rồi tiếp tục ở cái màn hình này thì nó sẽ cho mình lựa chọn này, đây là Menkyo Sho này nha, hoặc là Messi này, là in Menkyo Sho là mấy cái thẻ lưu trú, cái chứng minh thư, gọi là chứng minh thư đấy, về chứng minh thư của mình đó mọi người. Rồi cái Messi là danh thiếp nha. Rồi ok, thì mình sẽ nhấp vô đây. Rồi ở phần bên này là Karamodo, là Karamodo đây nha mọi người, là nó bắt mình chọn màu đấy. Ví dụ là mình muốn in trắng đen thì mình chọn là đây nha. Đây, còn ở mình muốn in màu thì ở dưới này nha mọi người, thì mình photo trắng đen thôi thì mình chọn cái này. Rồi. Tiếp theo thì là các bạn chọn cái kiểu in, kiểu photo của nó nha. Thì ở bên phần bên này thì là cái có khoảng cách giữa mặt trước và mặt sau nha, khi mình photo trên một cái khổ giấy đó mọi người. Còn bên này là nó dính liền vô nhau luôn nha. Thì tùy theo cái mục đích các bạn sử dụng mà các bạn chọn cái khổ giấy phù hợp nha. Bây giờ mình sẽ chọn cái chỗ cái này nha mọi người. Rồi mình nhấp vô đây. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nhấp vào cái chỗ chữ xanh xanh này nha mọi người nha. Kodekete này, Sugiesusumu này. Rồi nhấp vô. Rồi nó ra cái màn hình như này thì các bạn nếu các bạn muốn photo 2-3 tấm hay 4-5 tấm gì đấy thì các bạn lại nhấp vào cái trên này để mình tăng lên, hoặc mình có thể nhấp số ở đây. Thì đây 2-3-4 này. Đấy, còn mình chỉ muốn photo một bộ thôi, một tấm thôi, thì mình cứ giữ nguyên một số 1 nha mọi người nhé. Rồi tiếp tục các bạn nhấp vào Kodekete nha, bạn nhấp vô đây. Rồi ở phần này màn hình hiển thị là các bạn hãy bỏ cái chiều này, bỏ cái thẻ ra du các đồ cao đồ của các bạn vào nha. Thì là nó bảo mình sẽ bỏ mặt trước vào đây, thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là cái máy để mình để cái thẻ mình vào nha. Rồi các bạn mở lên. Rồi theo như màn hình người ta hướng dẫn thì đấy là mình úp cái mặt thẻ mình lại nha, để cái góc vào đấy như thế này, như thế này. Rồi mình để vào bên này nha mọi người. Rồi đây cái máy này thì mình để cái ngay cái map ở trên này nha mọi người nha. Đây ngay cái map có cái mũi tên này. Đây mọi người để sát map của nó. Rồi ok, sao các bạn đóng lại nha. Rồi sau khi mình đã để vô rồi thì mình sẽ bấm xác nhận ở trên cái máy này nha mọi người. Máy kế bên nó thì là đây, chữ Omotemen này, Yomitoru này. Rồi nó sẽ đọc cái thẻ của mình nha. Rồi ok. Rồi ok các bạn, bây giờ là tiếp tục sẽ là cái mặt sau nha mọi người. Mặt sau nha. Bây giờ thì mình sẽ đây, tiếp tục mình mở cái mặt sau để mình photo nha. Nó hướng dẫn là bây giờ thì mình sẽ để là cái thẻ của mình là ngược lại nha mọi người. Rồi mình sẽ để ngược lại. Cũng y tương tự như hồi nãy nha mọi người nha. Y tương tự như hồi nãy, nhưng mình để ngược lại là được, xong mình đóng lại tiếp nha. Rồi ok. Khi mình để vô rồi thì mình lại bấm cái nút xác nhận cái mặt sau của nó ở đây, mình nhấp vô. Rồi thì nó đã xác nhận cho mình ra cái màn hình như này rồi nha. Thì bây giờ là mình chỉ cần để tiền vào thôi, thì số tiền nó nằm hiện ở đây mọi người, thì là nó tốn khoảng 10 yên thôi nha. Tốn khoảng 10 yên thì mình sẽ nhét vô nha. Rồi cái lỗ nhét ở dưới này nha mọi người nha. Ở clip trước mình cũng có hướng dẫn một số cái, chắc mọi người cũng biết rồi ha. Mình nhét vô đây. Rồi sau khi nhét vô thì mình bấm copy start nha. Rồi bây giờ máy đang chạy để nó photo cho mình đó mọi người. Thì là nó sẽ ra ở chỗ này nè, cái máy này. Đó, nó đã ra rồi đó mọi người ạ.
đây thì mình đã photo được cái thẻ lưu trú của mình rồi nha mọi người nha. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn trong mọi người cách mà mình để mình photo tài liệu nha. Đây thì hôm nay mình sẽ photo cái tập tài liệu này để mình học này, danh sách những bộ thủ cải tiến này. Rồi ok, muốn photo cái này thì bây giờ ok mình sẽ trở lại cái trang này, trang cái màn hình này trước, hay mình bấm kết thúc cái này cái đã nha. Rồi ok, cái này bây giờ mình để vô trước ha, mình mở lên mình để vô trước, mình lấy cái thẻ của mình ra đã, rồi mình lấy cái mình để vào cái phần nào mà mình muốn photo đó mọi người. Thì mình ví dụ mình muốn photo cái mặt này, một mặt này thì mình để úp xuống nha, rồi mình để úp xuống theo cái chiều ngang như này. Đây ở đây này nó cũng có một cái hình hướng dẫn này, để mình để theo cái chiều nằm ngang như này nha mọi người nha. Rồi sau mình đóng lại, mọi người nhớ để sát vào cái góc mép nha. Rồi ở màn hình bên này thì các bạn tiếp tục nhấp vào cái ô copy này cho mình nha, copy màu vàng này. Rồi tiếp tục mình ở bên này thì mình không chọn, lần này thì mình không chọn iso copy nữa nha, thì là mình sẽ copy luôn, cho nên là mình chỉ chọn màu sắc, bây giờ mình sẽ chọn trắng đen nhé. Rồi bây giờ là mình sẽ tiếp theo mình sẽ chọn khổ giấy mọi người. Khổ giấy thì là bây giờ của mình đang A4 thì mình muốn chọn cái size A4 luôn, mình chọn A4 luôn nha mọi người nhé, mình copy ra thành A4 luôn nha. Rồi ở phần này cũng giống như ở phần trước, thì mình chọn ví dụ mình muốn photo 2-3 bộ thì mình sẽ bấm số 2 hoặc số 3 nha. Rồi bây giờ cái này mình sẽ photo 2 bộ nha mọi người nha. Rồi ok, tiếp tục các bạn để 20 yên vào. Rồi các bạn để 20 yên vào nha. Đây ở cái máy này nó báo là 20 yên này mọi người. Rồi mình sẽ nhấp vô, mình để vô 20 yên. Rồi tiếp tục các bạn bấm copy start nha. Rồi thế là máy đã chạy copy cho mình thêm 2 bản nữa đó mọi người. Nó sẽ ra ở cái ô này nha mọi người nha, nhớ để ý nha. Đó rồi ok mọi người, thì là mình đã photo được 2 cái bản này nè. Đây thêm 2 bản nữa, danh sách 159 bộ thủ cải tiến. Rồi bây giờ mình lấy cái bộ cũ mình ra. Đây cái tờ giấy cũ của mình nằm trong này nè, đây mọi người. Rồi mình đóng lại cho người ta nha. Rồi ok, thế là đã xong mọi người, thế là đã xong. Hôm nay là mình đã hướng dẫn cho tất cả mọi người cách mà mình để mình photo tài liệu cũng như photo những cái thẻ lưu trú của mình ở company ha. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình nha. Nếu thấy clip của mình hữu ích và có ích cho mọi người thì là hãy chia sẻ và đừng quên like và comment và đăng ký kênh của mình, bật thông báo để không bỏ lỡ những cái video hướng dẫn và về cuộc sống Nhật Bản nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.